bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Chính thức ra mắt Honda BR-V 2020, cạnh tranh với Mitsubishi Xpander. Honda BR-V 2020 vừa chính thức được ra mắt tại Malaysia với hai phiên bản E và V, giá lần lượt là 20.999 và 22.637 đô la, tương đương 489 và 527 triệu đồng tiền Việt Nam. Honda BR-V là dòng xe 7 chỗ nằm cùng phân khúc với Mitsubishi Xpander hay là Suzuki Ertiga. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Mới đây, BR-V 2020 vừa được Honda ra mắt tại thị trường Malaysia. Nói về ngoại thất, phần đầu xe Honda BR-V 2020 được trang bị lưới tản nhiệt và cản trước với phong cách thể thao. Bản V được trang bị đèn sương mù dạng LED. Xe được trang bị la răng kích thước 16 inch. Nói về nội thất, xe được trang bị nội thất với ghế da màu đen pha đỏ. Tuy nhiên, các ghế cũng chỉ ở mức chỉnh cơ, điều hòa tự động một vùng. Nội thất khoang lái của Honda BR-V điều hòa nhiệt độ tự động, có cửa gió cho hàng ghế thứ hai, ổ cắm điện 12V, hệ thống âm thanh 4 loa tích hợp USB, AUX và Bluetooth. Các tùy chọn cao cấp gồm có da bọc nội thất, điều hòa tự động, màn hình điều khiển 6,1 inch cảm ứng. Xe có nút khởi động Start Stop và chìa khóa thông minh. Về các tiện nghi an toàn, do là mẫu xe giá rẻ nên xe chỉ được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử và 2 túi khí. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ SOHC EVTEC 1,5 lít, công suất 120 sức ngựa và mô men xoắn tối đa 145 Nm tại vòng tua máy 4.600 vòng phút, đi kèm hộp số vô cấp Earth Dream CVT. Như vậy là so với đàn anh CR-V thì tuy dung tích động cơ đều là 1,5, nhưng sức mạnh của BR-V kém hơn rất nhiều do không dùng công nghệ turbo tăng áp. Honda BR-V là mẫu SUV crossover 7 chỗ cỡ nhỏ, SUV hạng B của hãng xe Honda Nhật Bản, được giới thiệu lần đầu vào tháng 8 năm 2015 tại triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia. Cho đến nay, Honda BR-V được bán tại các thị trường châu Á chủ yếu như Ấn Độ, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Nam Phi. Trong gia đình Honda thì Honda BR-V xếp dưới phân khúc của CR-V, HR-V. Đối thủ của Honda BR-V là Toyota Rush, Mitsubishi Xpander 7 chỗ, Mazda CX-3, Hyundai Kona, Ford EcoSport và Chevrolet Trax. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.